Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục đi chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt lớp 1 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài 90 và các em sẽ được học vần uông và vần uốc. Và trong video này thì cô cũng sẽ hướng dẫn các em chữa 3 phần, đó là phần luyện đọc, phần luyện viết và phần bài tập. Đầu tiên, trong phần luyện đọc thì chúng ta sẽ được đọc các từ sau đây. Từ đầu tiên: vờ yên viên, thờ uốc thuốc sắc thuốc, viên thuốc. Từ thứ hai: cờ uốc quốc nặng cuộc, thờ y thi, cuộc thi. Từ thứ ba: vờ uông vuông. Từ thứ tư: giờ yên diên ngã diễn, tờ uông tuông huyền tuồng, diễn tuồng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các từ có chứa vần uông ở trong 4 từ này. Vậy thì từ chứa vần uông ở đây sẽ là từ vuông, có chứa vần uông được tạo thành bởi chữ vờ và vần uông. Các em sẽ đọc là vờ uông vuông. Và tiếng tiếp theo là tiếng tuồng chứa vần uông. Tiếng tuồng được tạo bởi chữ tờ và vần uông thêm dấu huyền. Các em sẽ đọc là tờ uông tuông huyền tuồng. Và chúng ta sẽ có từ diễn tuồng. Và từ có chứa vần uốc là từ thuốc. Từ thuốc thì được cấu tạo bởi chữ thờ và vần uốc thêm dấu sắc. Các em sẽ đọc là thờ uốc thuốc sắc thuốc. Và từ tiếp theo chứa vần uốc đó là từ cuộc. Từ cuộc thì được cấu tạo bởi chữ cờ và vần uốc thêm dấu nặng. Các em sẽ đọc là cờ uốc quốc nặng cuộc. Như vậy, ở trong phần luyện đọc này chúng ta đã tìm được hai từ có chứa vần uốc, đó là từ viên thuốc và từ cuộc thi. Và chúng ta tìm được hai từ có chứa vần uông, đó là từ vuông và từ diễn tuồng. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đọc lại 4 từ này. Vờ yên viên, thờ uốc thuốc sắc thuốc, viên thuốc. Cờ uốc quốc nặng cuộc, thờ y thi, cuộc thi. Vờ uông vuông, giờ yên diên ngã diễn, tờ uông tuông huyền tuồng, diễn tuồng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn văn để tìm ra xem là trong đoạn văn này có những tiếng nào chứa vần uông và tiếng nào chứa vần uốc. Nghỉ hè, cả nhà Lan về quê thăm bà. Cuộc sống ở quê rất thú vị và yên ả. Nhà bà có chuồng gà nhỏ, có ụ rơm to, có ruộng lúa chín vàng. Bà làm thịt luộc, cơm ngon cho Hà ăn. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta ở trong đoạn văn này là chúng ta sẽ đi tìm các từ có chứa vần uông và vần uốc. Đầu tiên cô tìm được từ cuộc có chứa vần uốc. Tiếp theo cô tìm được từ chuồng có chứa vần uông. Cô tìm được từ ruộng có chứa vần uông. Và cô tìm được từ luộc có chứa vần uốc. Như vậy trong bài này thì cô đã tìm được hai từ có chứa vần uốc và hai từ có chứa vần uông. Đầu tiên là vần uông thì cô sẽ có từ chuồng và từ ruộng. Và hai từ có chứa vần uốc là từ cuộc và từ luộc. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi đọc ở 4 từ này. Trờ uông chuông huyền chuồng, rờ uông ruông nặng ruộng, cờ uốc quốc nặng cuộc, lờ uốc luốc nặng luộc. Thì đây chính là những từ ngữ có chứa vần uông và vần uốc ở trong phần luyện đọc. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện viết. Trong phần luyện viết thì các em sẽ được luyện viết các từ có chứa vần uông và vần uốc và luyện viết vần uông cũng như là vần uốc. Đầu tiên chúng ta sẽ luyện viết vần uông. Vần uông thì sẽ được cấu tạo từ âm u này, âm o, âm n và âm g đơn. Còn vần uốc thì sẽ được cấu tạo từ âm u, âm o và âm cờ. Và chúng ta sẽ có từ guồng. Các em sẽ đọc như sau: g uông guông huyền guồng. Từ guồng này được cấu tạo bởi chữ g đơn này và âm uông thêm dấu huyền. Tiếp theo chúng ta có từ quốc. Từ quốc thì được cấu tạo bởi chữ cờ và vần uốc thêm dấu sắc. Các em sẽ đọc là cờ uốc quốc sắc quốc. Và cô sẽ có từ vuông vức. Các em sẽ đọc là vờ uông vuông, vờ ức vức sắc vức, vuông vức. Từ vuông thì sẽ được cấu tạo bởi chữ vờ và vần uông. Từ vức thì sẽ được cấu tạo bằng chữ vờ và vần ức thêm dấu sắc, vờ ức vức sắc vức. Và cô có từ vuông vức. Như vậy là phần luyện viết này thì các em hãy nhớ là thực hiện ra vở ô ly hoặc là ra vở bài tập của mình đều được. Các em sẽ luyện viết nhiều lần thì chữ của các em sẽ đẹp hơn. Và lưu ý là khi viết thì các em cần phải viết đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập. Bài số 1: phân loại các tiếng sau và nhóm thích hợp. Cô có các tiếng: tiếng cuốc, tiếng ruộc, tiếng tuồng, tiếng buông, tiếng chuộc, tiếng cuồng và tiếng tuộc. Chúng ta sẽ phân loại vào các tiếng chứa vần uông và các tiếng chứa vần uốc. Đầu tiên, những tiếng chứa vần uông thì sẽ gồm có tiếng tuồng, tiếng buông và tiếng cuồng. Đầu tiên là tiếng tuồng này, thứ hai là tiếng buông này, thứ ba là tiếng cuồng này. Và các em thấy là Tất cả các tiếng này đều có chứa vần uông và các em sẽ đọc như sau: tờ uông tuông huyền tuồng, bờ uông buông, cờ uông cuông huyền cuồng. Như vậy là chúng ta đã tìm được 3 tiếng có chứa vần uông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các tiếng có chứa vần uốc. Các tiếng có chứa vần uốc đó là tiếng cuốc, tiếng ruộc, tiếng chuộc và tiếng tuộc. Bây giờ chúng ta sẽ ghi các tiếng chứa vần uốc vào cột chứa vần uốc. Đầu tiên đó là tiếng cuốc, thứ hai là tiếng ruộc, thứ ba là tiếng chuộc, tiếng cuối cùng là tiếng tuộc. Và cả 3 tiếng này đều có chứa vần uốc. Thì các em sẽ đánh vần như sau: cờ uốc cuốc sắc cuốc, di uốc ruốc nặng ruộc, chờ uốc chuốc nặng chuộc, tờ uốc tuốc nặng tuộc. Thì đây chính là câu trả lời cho bài số 1. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Nối 2 vế để tạo thành câu hoàn chỉnh. Cô có vế phía bên trái và vế phía bên phải. Đầu tiên cô sẽ có câu ba làm chuồng gà cho gà trống. Câu đầu tiên của cô là ba làm chuồng gà cho gà trống. Câu số 2 là mẹ ra ruộng lúa từ sớm. Câu số 3 của cô là chị buộc nơ bím tóc cho bé. Và câu số 4 của cô là Lan ăn thịt luộc cùng cơm. Như vậy sau khi điền vế trái với vế phải thì cô sẽ được các câu như sau. Câu đầu tiên, ba làm chuồng gà cho gà trống. Câu số 2, mẹ ra ruộng lúa từ sớm. Câu số 3, chị buộc nơ bím tóc cho bé. Câu số 4, Lan ăn thịt luộc cùng cơm. Và các em thấy là trong các câu này thì sẽ có các từ chứa vần uông và vần uốc. Các từ chứa vần uông đầu tiên là từ chuồng, thứ hai là từ ruộng. Và các từ có chứa vần uốc đầu tiên sẽ là từ luộc, thứ hai sẽ là từ buộc. Như vậy ở trong bài 2 này chúng ta đã tìm được 2 từ có chứa vần uông, đó là từ chuồng và từ ruộng. Và chúng ta tìm được 2 từ có chứa vần uốc, đó là từ buộc và từ luộc. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 3, chọn đáp án đúng. Cô sẽ có câu hỏi như sau: đây là hoạt động gì? A. Thi hát, B. Diễn tuồng, C. Thi vẽ, D. Múa hát. Vậy chắc chắn ở đây sẽ là hoạt động diễn tuồng. Các em sẽ khoanh tròn vào đáp án B. Và trong từ tuồng thì sẽ có chứa vần uông. Thì các em sẽ đọc các từ như sau: thờ y thi, hờ át hát sắc hát, thi hát, giờ yên diên ngã diễn, tờ uông tuông huyền tuồng, diễn tuồng. Thờ y thi, vờ e ve ngã vẽ, thi vẽ, mờ u mua sắc múa, hờ át hát sắc hát, múa hát. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được toàn bộ bài tập ở trong 3 phần, đó là phần đọc, phần luyện đọc, luyện viết và phần bài tập của bài 90 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa các bài tập tiếp theo. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.